Quang Hải xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thấu Lý Thâm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cùng với Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trên tinh thần là mong muốn được chia sẻ rộng rãi hơn các kiến thức về pháp luật dân sự đến với tất cả quý vị khán giả gần xa, chương trình truyền hình Thấu Lý Thâm Tình với sự tham gia góp mặt của các luật sư, các chuyên gia đầu ngành về pháp luật sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta giải đáp tất cả những ngọn ngành của vấn đề về pháp luật dân sự, qua đó giúp cho tất cả quý vị và các bạn có những thông tin thật sự là cần thiết và bổ ích để giúp quý vị có những ứng xử thật là phù hợp trong cuộc sống của mình. Tham dự chương trình hôm nay thì cho phép Hoàng Hải cũng xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, trưởng khoa luật dân sự Trường học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn thầy đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Xin chào Hoàng Hải và xin chào quý vị. Và tiếp theo chương trình thì Hoàng Hải cũng xin được chuyển đến quý vị một tình huống mà do một vị khán giả có gửi về cho chương trình. Tôi có con với một người đàn ông đã có gia đình, năm nay cháu đã 8 tuổi rồi. Vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh nên tôi đã quyết định ra đi. Một thời gian sau tôi nghe tin anh mất trong một vụ tai nạn nên mẹ con tôi đã tìm tới nhà và thắp hương cho anh. Vì muốn cho con biết cha của nó là ai, đồng thời tôi muốn con trai cũng phải được hưởng một phần di sản thừa kế giống như các con của anh ấy. Khi người chết không để lại di sản, con có được hưởng thừa kế của cha không? Liệu con tôi có được hưởng di sản của anh ấy để lại không? Đó chính là tình huống mà vị khán giả này gửi đến chương trình và rất là mong nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chương trình. Và câu hỏi đầu tiên trong cái tình huống của vị khán giả này gửi về cho chương trình đó là khi người chết không để lại di sản, con có được hưởng thừa kế của cha hay không ạ? Một câu hỏi cũng khá phổ biến. Thì chúng ta lưu ý là hiện nay cũng trường hợp mà chết đột ngột như trường hợp của tình huống này cũng khá phổ biến. Và như vậy khi chết đột ngột thì thông thường họ không để lại di chúc. Và khi họ không để lại di chúc thì chúng ta phải chia theo pháp luật. Và khi chia theo pháp luật thì chúng ta thấy pháp luật có đưa ra những người được hưởng thừa kế theo pháp luật dựa vào 3 yếu tố. Một là yếu tố hôn nhân như trường hợp của vợ chồng. Hai là yếu tố huyết thống là cha mẹ đẻ hoặc là con đẻ. Và yếu tố nuôi dưỡng, cha mẹ nuôi, con nuôi. Thì trong trường hợp như vậy thì chúng ta thấy con nuôi, con đẻ đều là được hưởng thừa kế. Và như vậy chúng ta thấy con là được hưởng thừa kế của cha. Đấy là cái quy định hiện nay. Như vậy thì trong cái tình huống của vị khán giả này á, thì cái đứa con trai 8 tuổi có được hưởng cái thừa kế của người cha để lại hay không ạ? Cái tình huống mà Hoàng Hải có đưa ra thì nó lại rất đặc biệt và cũng rất tiếc là nó lại rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Thì đứa bé đấy là con riêng của cái người đã khuất và từ trước đến nay là không có thông báo thì cho trong gia đình của anh đó không biết. Và cháu bé này mới xuất hiện ở cái đám tang. Thì đây là cái điểm mà cũng hay gây tranh cãi là liệu cái đứa trẻ đấy có được hưởng thừa kế hay không. Thì chúng ta thấy rằng bộ luật dân sự nó là con đẻ được hưởng thừa kế của cha, của mẹ. Thì trong trường hợp này đứa bé đấy là con đẻ của anh đó. Và như vậy đứa trẻ đấy được hưởng thừa kế cho dù trong thời gian trước đây gia đình của anh đó không biết nó. Và thực tế đôi khi trong giấy khai sinh cũng không kê khai là tên của anh đó. Nhưng bộ luật dân sự chỉ quy định đó là con đẻ. Và con đẻ thì không nhất thiết là con trong gia thú, con ngoài gia thú cũng được hưởng thừa kế. Và trường hợp này là em bé đó là con ngoài gia thú thì cũng được hưởng thừa kế. Đó là cái quy định của pháp luật rất là rõ ràng. Tuy nhiên là trên thực tế thì thường những cái người con trong, người ta gọi là con trong gia thú và mẹ của chúng sẽ không có đồng ý, phản đối. Vậy thì liệu rằng là trong trường hợp này người mẹ của cậu con trai 8 tuổi sẽ phải làm những cái bước như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho cái đứa con của mình? Một cái nhận định hoàn toàn chính xác Hoàng Hải là thông thường khi một cái đứa trẻ mới xuất hiện thì những đứa con của cái người đã khuất thường là phản đối. Và khi phản đối thì họ nói luôn là họ không, cái đứa trẻ đấy không phải là con đẻ. Thì khi nó không là con đẻ thì không được hưởng thừa kế. Vậy trong trường hợp này thì một trong những cái yêu cầu đó là phải xác định đứa trẻ đấy là con đẻ đích thực của người đã khuất. Thì để chứng minh đứa trẻ đấy là con đẻ đích thực của người đã khuất thì có nhiều cơ sở để chứng minh. Nhưng một cơ sở chứng minh hiện nay chắc chắn nhất đó là xét ADN. Xét ADN là nếu mà trước đây mà chị này chị đã có một cái chuẩn bị trước là xét ADN rồi thì cứ mang đó ra để đối chiếu. Nhưng cái khó đôi khi là lúc trước khi cái người đã khuất thì không xét ADN nào. Bây giờ đòi xét thì hơi nó khó bởi vì Việt Nam là rất kiêng kỵ xét ADN của người còn sống với người đã khuất. Nhưng tòa án tối cao đã theo hướng là hoàn toàn có thể xét ADN là giữa một người bị từ chối tư cách thừa kế và con của những người đã khuất. Ví dụ như là có một người được coi là con đẻ và họ phủ nhận cái đứa bé đấy thì có thể xét ADN giữa hai người còn sống này thì pháp luật cũng cho phép cái này. Và trong trường hợp của chị thì thầy có thể đưa ra cái lời khuyên như thế nào để cho cả hai bên có những cái ứng xử là vừa thấu lý mà vừa thấm tình trong trường hợp này không ạ? Thực ra là đứa bé đấy nó là đáng thương rồi đó. Tại vì nó được sinh ra trong bối cảnh
không được sự chăm sóc của người cha. Cho nên là chúng ta nên trong gia đình nên có một cái nhìn tích cực theo hướng đó, đó là bé đã thiệt thòi thì không nên để tiếp tục bé bị thiệt thòi nữa. Cho nên nếu đủ khả năng, đủ cái cơ sở để xác định đó là con đẻ thì nên chấp nhận đứa bé đấy như là con trong gia đình và được hưởng một phần thừa kế. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thấu Lý Thấm Tình cũng đã hết. Chúng tôi cũng sẽ được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn nào có những thắc mắc liên quan đến các vấn đề về pháp luật dân sự, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 0934 367 565 bất kỳ lúc nào. Và những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi giải đáp trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị. Đón xem Thấu Lý Thấm Tình 8 giờ 20 phút và 20 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.